Rồi, Huy Cường Auto chào tất cả các bác nha. Thì hôm nay em vừa về được 200 sợi dây Bali là hai bung sen hiệu Furutech nha. Đây, em vừa về hàng số lượng rất là nhiều. Thì những dòng này thì cũng rất là thân quen với tất cả các bác rồi. Đó, thì chức năng của nó đây. Trên tay em đang cầm đây chính là một sợi dây Bali hai bung sen Furutech. Đó, thì đây trên đầu dắt của nó cũng có dập chìm hết nha các bác. Em quay cho anh em xem, tại vì nó, đó các bác nhìn ạ, trên đầu rắc Bali nó cũng dập chìm chữ by Furutech đó, và hai đầu rắc này thì cũng vậy thôi nha, đều dập chìm hết. Đây, những cái dòng này cắm rút thì cực kỳ là nhẹ nhàng nha các bác, rất là nhẹ nhàng. Đây, em vừa về được 200 sợi thì quay lên clip luôn cho anh em cùng xem đó. Thì những cái dòng sản phẩm như này thì cũng rất là thông dụng với các bác rồi. Các bác có thể cắm từ những con âm ly, từ những con âm từ điện thoại này, máy tính này, iPad này, laptop này xuống âm ly để lấy nhạc từ trên mạng xuống nha. Đó, thì dòng này dây của nó thì dài 1,5m nha các bác, à 1,8m nha. Đó, em về được 200 sợi, số lượng rất là nhiều để cho anh em, tại vì đợt trước là em không có bán đa số những dòng này. Các bác là lấy dây cao cấp thì bên em có tặng kèm cho tất cả các bác, nhưng mà đợt này thì em về số lượng nhiều để bán cho các bác đây. Thì cũng có rất là nhiều bác hỏi mà đợt này em mới về được hàng nha. Đó, thì em về được có 200 sợi thôi chứ cũng không có nhiều. Cái dòng này bán thì cũng rất là nhanh nha các bác. Đó, giá thì giá sản phẩm bên em bán anh em giá là 270.000, em bao ship toàn quốc. Đấy, dây bọc hết rất là cao cấp. Dòng này thì những cái dòng như này thì cực kỳ là nhỏ gọn nha các bác. Đấy, rất là nhỏ gọn. Đấy. Đấy, nhìn đi ạ. Rất là dễ tiện lợi cho các bác sử dụng nha. Đó, hàng nguyên zin, hàng bãi xịn. Đấy, nhập về. Đầu rắc này, đây tất cả các đầu rắc này. Đầu rắc Bali như này là đều được đúc luôn nha. Đấy, đúc liền luôn. Đấy, đầu này AV này cũng vậy, đều được đúc liền nha các bác. Đấy, dài 1m8 thì chất liệu của dòng dây này thì các bác nghe thì cực kỳ là ok nha, tiếng cũng rất là hay, mặc dù có giá thành của nó, sản phẩm của nó cũng bình dân thôi, nhưng mà cái chất liệu của nó thì không thua kém đâu. Đó, giá dòng này ngày xưa nhiều người bán 400.000, 500.000 nha, đấy rất là cao, mà giá bên em hiện tại thì bây giờ giá cũng giảm rồi, mà bên em thì cứ nhập số lượng về này thì bán cho anh em giá tốt. Đó, thì video hôm nay cũng không có gì đâu, thì em giới thiệu cho các bác những dòng dây Bali ra hai bung sen để các bác cắm xuống, để các bác lấy âm thanh từ máy tính nha, xuống âm ly nha, hay là từ TV qua. Đó, dài 1m8 và giá của nó là 270.000 một sợi. 270.000 một sợi nha. Đó, hàng về rất nhiều, thì mọi chi tiết liên hệ mua hàng đây, các bác cứ liên hệ hai số điện thoại trên màn hình. Huy Cường Auto 0775 264 888 hoặc 0354 725 058 nha các bác. Rồi, Huy Cường Auto chào tất cả các bác, hẹn tất cả các bác ở những video kế tiếp ạ.